Tiên Sâu Xanh kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Juju. Bây giờ là 6 giờ 20 phút sáng của ngày 19 tháng 8 cô chú anh chị các bạn. Phan Thiết Hổm Rầy thì trời nắng đẹp, cho nên là việc mà đi du lịch của mọi người thì rất là thuận lợi. Nhưng mà có điều nó hơi nóng cho nên mình phải nhớ đội nón với lại mang theo một số dụng cụ cần thiết để mình bảo vệ cho làn da của mình cả nhà mình nhé. Và hôm nay Tisu xin kính mời cô chú anh chị các bạn cùng du lịch qua màn ảnh nhỏ với Tisu, đi đến Mũi Né để xem những người ngư dân ở đây cũng như là những người người ta buôn bán hải sản ở đây có những hải sản gì tươi ngon và kinh nghiệm khi mình mua hải sản và sẽ như thế nào. Đây trước mặt Tisu đây là một vài khách du lịch. Khách du lịch này chắc đến từ một cái thành phố nào đó khác đến đây để du lịch. Đây là hai người mới vừa đi lên hải sản đây, chắc là đem lên đây để bán. Đây là con cá của Tisu, coi cá gì. Con này là con cá lăng tiêu. Đằng xa kia thì có những cái chiếc thúng đang chuẩn bị. Tisu nghĩ rằng là họ sẽ ra ngoài khơi để mà mang hải sản vô lại đây để mà bán nè cả nhà. Không phải ngoài khơi mà là những cái nơi cái tàu đang đậu đó để đem hải sản vô. Bên này thì là kể cả những người người ta thương lái đi mua hải sản để bán cũng cả như là khách du lịch, khách địa phương họ cũng ra đây để mua hải sản vào buổi sáng. Và cái bãi này cả nhà mình, bãi này thì bãi không có tắm được, tại vì là khi họ bán hải sản ở đây thì nó có cái mùi hải sản nó sẽ bám vào cát và những cái vỏ sò, vỏ ốc. Hoặc là những cái càng ghẻ đó nó sẽ ở trên mặt biển, nên là khi mình đi tắm hoặc mình đi bơi á, mình sẽ dẫm cái chân nên nó cũng hơi khó chịu và nó có cái mùi. Cho nên nếu mình đi ra Mũi Né mình tắm thì mình đừng xuống bãi này để tắm, mình chỉ xuống đây mua hải sản thôi. Mình tắm thì mình sẽ dịch chuyển lên cái bãi xa hơn một chút nha cả nhà mình nha. Đây nè, coi ghẻ bao nhiêu ký? 300 ký. Đây, cá mú còn sống luôn nha cả nhà. Cá mú con này hơi nhỏ. Đây là giặt bóng. Mình đi bóng này có xa biển không anh? Ba khoảng bao nhiêu lý hả? Chắc cũng cỡ 5-6 lý gì à chị ạ. 5-6 lý vậy mình đi khoảng tốn thời gian khoảng bao nhiêu phút ạ? Mấy tiếng? Chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ á chị. Một tiếng đồng hồ rồi mình thả bóng khoảng mấy tiếng là mình lấy bóng vô lại? Mình quánh xong là 4 giờ sáng mình. Dạ. Mình thả bóng xong bắt đầu vô mình bán đồ và bắt đầu tấu lại 12 giờ mình đi dắt bóng. 4 giờ sáng đi thả đi bán rồi 12 giờ mới đi đem bóng vô đây lại để bán tiếp phải không? Dạ, là 12 giờ khi mình ra mình thả. Dạ. 12 giờ khi mình ra mình đem vô đây lại để mình gỡ phải không? Dạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, đây là một cái hình ảnh của một người ngư dân, họ đi lấy bóng và đem lên trên này là bán này cả nhà mình. Thì họ sẽ giặt bóng như thế này. Anh cho em hỏi thăm là cái bóng này mình sử dụng được bao lâu ạ? Mua quýnh hay là dạ bóng? Mua để quýnh á thì sử dụng được bao lâu? Nếu mà quýnh được trăm năm mấy. Năm mấy ha? Dạ. Là mình cứ nó cứ bền như vậy hay mình có phải thay hay là vá hay đổi gì nữa không? Nó hư là bỏ mua cái món khác để xài. Bỏ khoảng năm mấy ha. Quá là quýnh không. Một bộ bóng như vậy là bao nhiêu tiền ạ? Như mình đang cầm ở trên tay nè. 350. Dạ. Một sấp. Rồi cái này là mấy sấp? Cái đây là cái đục để đựng đồ chứ không phải chứ không phải là cái bóng ha. Dạ. Nó là một sấp dài á. Dạ. Một sấp là 350 và đi 70 sấp như vậy á. Ồ dạ, cảm ơn ạ. 70 sấp mà 350 là khoảng hơn hai mươi mấy triệu tiền vốn để mà đi. Cũng nhiều ở cả nhà mình ha. Ồ, nước biển hôm nay rất là lạnh cả nhà mình. Tisu hồi nãy giờ đứng ở dưới biển xong mà nước biển lạnh như nước đá, xong bây giờ hai cái chân nó lạnh lắm.
Và ở đây cả nhà mình mùa này thì nếu tắm biển thì cả nhà mình nhớ để ý ha. Cái lượng tảo đây nè, những cái vàng vàng ở trong nước nó nhiều, cho nên là nhỏ nhiều lắm, cho nên khi tắm về cả nhà mình nhớ xả lại cái bộ đồ bơi của mình với mình tắm lại kỹ một chút xíu ha. Đây là bóng đi vô này, để Tisu đi qua đây để quay cho cả nhà mình xem họ đổ bóng mới ra này. Cá. Ôi, dạ. Cái này là cá tươi lắm cả nhà. Cái này về phơi là bá cháy luôn. Cá ướp giấy tươi nhớt đó cả nhà. Bên này một ít cá đỏng. Đây là một cái thúng này, họ đang di chuyển ra lại khơi để đi. Đó, thúng này là ra khơi đó cả nhà. Từ nó nước vô cái để lại. Này mình đi ra thuyền lớn ha anh? Ha? Đi ra bè nuôi cá. À đi ra bè hả? À nuôi cá, cá bớp. Bè xa ở đây không anh? Bè xa ở đây không? À mình nhìn thấy cái bè này. Mình ra mình lấy cá bớp vô mình bán ha? Giờ này hết rồi. Hết rồi hả? Phải sớm hơn hả? Cỡ mấy giờ là có cá bớp lên bè lên à? Sáng cỡ 5:30-6 giờ đó. Giờ dạ, giờ này thì ít rải nha. Đây là ghẹ mua để đem ra chợ bán đó cả nhà. Bánh chừng, bánh ít. À, cái này là cá này đã lựa ra rồi đúng không anh? Đi bóng là lựa ra rồi. Này là cá đục này cả nhà mình. Đục nhỏ nhỏ này thì mình bán nhiêu anh? Đục này thì bán bao nhiêu? Đục này 70 ngàn. 70 ngàn. Rửa xong này đem ra chợ hả? À, cả nhà rửa đây, ghẹ bơi nè. Bên này chị này mới rửa xong mớ cá nè, đem về nấu chua nè. À, dạ không ha, em cảm ơn. Tươi á cả nhà. Cá này là cá tươi nè. Bây giờ đem ra chợ bán hả? Dạ. Đây cả nhà coi chị tâm tích chỉ bơi nè. Đó, có chị tâm tích chỉ bơi dễ thương chứ. Bò len me. Ở chị đứng yên rồi, nãy thấy chị bơi dễ thương lắm nè. À, ở trên này xa hơn một chút á, thì mình sẽ nhìn thấy những cái hải sản bán thao thao cả nhà mình. Hải sản này thì có cá thì họ sẽ mua lại từ những người thu mua, kéo lưới lên đây họ thu mua lại họ bán. Cũng có cá thì họ sẽ nhập từ nơi khác, ví dụ như tôm hùm 3 con 1 triệu.
thành phố này ổng ngồi trên tha chị trả em xíu món hàng chị. 3 con 1 triệu đó cả nhà còn mình. Mua giùm em món hàng ấy. Thế sớm mà gặp giá mua rẻ chị. Dạ không mà. 1 triệu đó 900. Chị yêu, múc 3 con phải là ở đây là những cái thúng nè, họ lấy cá từ ngoài bè vô cả nhà mình. Tí xô nghĩ là có cá gì nhỏ nhỏ đây chứ cá cơm quá. À, cá này là mắm cá là cả nhà mình, cá cơm than đó. Nè, nếu như mà ai mà chỗ cá ngon cả nhà, ai mà làm cá làm nước mắm là lấy cái này. Ủ mắm cực kỳ ngon luôn, tươi cực kỳ luôn cả nhà. Cái này mua về mà ủ mắm là bá cháy luôn. Ủa anh mình lật lên vậy mình kiểm cái gì anh? Cá đều hay không hả? Hay sao? Không. Anh nhìn thấy hả? Họ đem vô rồi họ lật lên. Thấy được không? Này mình lật ở dưới lên coi con cá đều không hả? Hả? Nó hơi đỏ hả? Rồi coi con cá. Ừ, ở dưới nó đỏ. Ở trên là màu trắng, còn ở dưới nó đỏ. Đỏ thì ra chợ. Cá đỏ thì ra chợ. Thì kinh nghiệm khi mà đi mua những con cá cơm này, cả nhà mình Tiso hỏi qua những cái người thu mua á, thì nếu mà con cá mà nó đỏ thì cái thời gian mà mình để lại ở ngoài trời á, nó không có được lâu. Nhưng mà nếu mà con cá cơm cái mình nó cứng, nó trắng thì mình sẽ để được 2-3 tiếng ngoài trời. Và nếu mà con mình cứng trắng thì mình hấp lên á, và để mình pha chế nhiều cái món khác thì nó ngon hơn. Còn nếu như mà cá đỏ như vậy á, thì cái mình đem lên một thời gian sau ngắn là nó sẽ bị bể bụng, là mình bán nó không có được nhiều tiền. Và chứng tỏ là nó sẽ không có được tươi bằng cái con cá cơm mà cái mình nó trắng tinh như cả nhà mình. Nên mình có thể là mình nhớ cái mẹo này để mình đi mua cá cơm. Để Tí Xu đi lên trên này một chút xíu, tại giờ này là giờ những cái thuyền xa họ đi vào, và giờ này lên là hơi trễ so với bình thường. Cho nên là người ta phải lựa cái hàng nào mà nó tùy thương lái, tùy đầu nậu và tùy người mua đem ra chợ bán, nên người ta những cái lựa những cái hàng nó phù hợp với lại cái buổi chợ của người ta để bán, để có hoạt đồng ra đồng vào, hay mình gọi là có đồng lời đó. Này cá, bên này là cá nục cá bạc má. Cái này của chiên nha. Này hai ơi, chị hai mua mớ này nãy, cái lục cái đùa nãy đã có 300 người này, cái cho bà 40 cho bà giờ ghé cái đường phố thử không à. Đó, cái lục nó bự rồi điện đó. Ô, cái câu của ta nhắc bưng rồi sao chị, mớ nó dài dàng chứ gì đâu. Thấy không, mình thấy cái chỗ nước đá vô này nó 35 mua bé rồi, bé 40 ngàn này, mua cái này lên bà bé này 35 ngàn ký hả, 35 ngàn ký 35 mua bé dạ. Sò to bị phá được bự luôn phải không? Lên nhà xong rồi cái mua được ai? Mua về kho. Cái gì ăn cá người luôn, cái đục mua về kho ăn luôn. Cái này có lắm cái gì? Ở phía ngoài. Cái này tao lấy cũng được. Ở đó mà trả không biết á. Mua chị mua. Nhiều. Để trả bốn đồng cá trả này. Không ăn á. Cho má mua. Để trả chồng mấy á. Cái này mua. Nó đổi là mua 40 bỏ bên đây cho gì đồng cái về đó. Cái này là chỉ đồng trả nhậu vậy. Cái đó mà kho. Mấy này bỏ lên cho bỏ lên. Ăn cháo là ngon. Cái này nữa này, hai cái này, cái này, cái này, ba cái dở. Ba cái dở chỗ đó. Bỏ lên hết. Cái này cái dở. Cái này bảo đâu á. 20 mình ai gặp mua cái này đem về Sài Gòn ngon. Cái này thiếu bà ấy 14 lấy tiền cho.
bé tôi biết cho bà luôn. 30 mấy, 30 mấy. 35 nghìn dĩa rồi. Cái lục nó bao nghìn. Cái gì hơn mồm trời. Sao cái gì hơn mồm? Mua đi bán. Có làm gì mà lên đó mày phụ bỏ gì? Được. Rồi, ba. Ở đây là những cây cá khác. Cá nục nhỏ hơn. Đây là họ gánh lên trên. Một hai cá cơm như hồi nãy là nhiêu tiền á chú? 320. À 320 là mấy ký ạ? Cũng 16 17 ký ạ. Đây đây. À 320 cả. 320 là tháo lại là. Đó mấy bà các em. Cái này là mình đỏ này nha cả nhà mình. Trên để lại cái ở trên bờ thì cái độ tươi nó không bằng như là con cá mình trắng. Ở đây là một loại khác cả nhà mình, họ bỏ vô trong cái bao bóng như vậy nè, chứ họ không phải là ở trong cái rổ hoặc cái khay. À, đây là bao bóng quá trời. Ồ quay không mày trực tiếp hả? Dạ không, quay clip không có. Cái này mình bỏ vô bao bóng hả? Mình làm mắm. À cái này là cá mắm ha. Giờ rửa là làm mắm cá tư mà. Đây là xe dầu á cả nhà, xăng. Này cá da bò. Cái này chiên xù lên ăn ngon. Mình chỉ cần cắt bụng với cắt đầu thôi, đầu để lại cũng được, xong mình bỏ vô chảo dầu mình chiên xù lên rất là ngon. Thì thưa cô chú anh chị các bạn, hôm nay Tisu ra bãi biển ở Mũi Né. Bãi này là bãi sao hả cả nhà mình. Đây là cột ghẹ nè. Thì bãi này ở chú ơi, cái bãi sau này từ tháng mấy đến tháng mấy thì ghe thúng qua bên này hả chú? Tháng 9 thì dời bên kia, tháng 4 thì từ tháng 4 ra ngoài đây. À tháng 4 đến tháng 9 thì qua đây, và sau đó là qua bên kia. Là tính theo tháng âm lịch đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn. Cái ghe này nó vô này, cái ghe sẽ khỏi bị kẹp trong này đó. Phải có kẻ thật bọt, chứ không bỏ cây vô là nó kẹp nó khoát ra. Rồi đó, gọi là đau điếm đó, kỹ thuật bắt ghẹ nữa này cả nhà mình ha. Đè nó xuống xong rồi kẹp hai cái càng lại bột vô xong này còn sống bò lủng ngủng có mấy con ngon quá ha. Cá đây tính nhiêu?
Tì Xô xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng với Tì Xô du lịch qua màn ảnh nhỏ đi ra bãi sao. Thì cả nhà mình nhớ ha, cái tháng âm lịch là từ tháng 4 cho đến tháng 9 thì cái bãi cá mọi người sẽ di chuyển về đây, còn những cái tháng còn lại trong năm thì sẽ ra lại bãi trước ở ngay chỗ làng chài Mũi Né cả nhà mình nhé. Và Tì Xô xin phép tạm dừng video clip ở đây. Kính chúc sức khỏe cô chú anh chị các bạn, chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong video clip lần sau.